Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12. Ê-phra-im lấy sự nói dối bao bọc ta, còn nhà Israel thì lấy sự lừa phỉnh. Giu-đa cai trị với Đức Chúa Trời và có lòng trung tín với Đấng Thánh. Ê-phra-im ăn gió, chạy theo sau gió đông. Mỗi ngày nó thêm nhiều sự nói dối và sự hoang vu. Nó lập giao ước với Assyri và đem dầu vào Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va cũng có sự kiện cáo với Giu-đa, và Ngài sẽ phạt Gia-cốp theo đường lối nó. Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm. Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình, và đến tuổi trưởng thành có quyền nơi Đức Chúa Trời. Người có quyền hơn thiên sứ và được thắng, khóc lóc và khẩn cầu người. Ngài đã gặp người tại Bê-tên, và ấy đó là nơi Ngài phán cùng chúng ta, tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Danh kỷ niệm Ngài là Đức Giê-hô-va. Vậy, ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi, giữ sự nhân từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. Nó là người buôn bán, cầm những cân dối trá trong tay mình. Nó ưa gian lận. Phải, Ê-phra-im nói rằng, thật, ta đã trở nên giàu, ta đã được của cải. Trong mọi việc ta làm, chẳng hề thấy một việc gian ác gì là tội lỗi. Ta là Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. Ta sẽ còn làm cho ngươi ở dưới các trại như trong những ngày lễ trọng thể. Ta cũng đã phán cho các kẻ tiên tri, đã thêm nhiều sự hiển thấy và đã cậy chức vụ các kẻ tiên tri mà dùng thí dụ. Ga-la-át là gian ác, chúng nó chỉ là giả dối. Chúng nó dâng những bò đực trong ginh ganh, nên những bàn thờ chúng nó giống như những đống trong luống cày nơi ruộng. Gia-cốp trốn đến ruộng A-ram. Israel làm tôi để được vợ, và vì được vợ mà người chăn các bầy. Đoạn, Đức Giê-hô-va nhờ một đấng tiên tri đem Israel ra khỏi Ê-díp-tô và nhờ đấng tiên tri gìn giữ nó. Ê-phra-im chọc cho ta phát cơn giận đắng cay, nên máu nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ trả sự sỉ nhục cho nó nữa. Chương 13. Vừa khi Ê-phra-im nói ra, người ta run rẩy. Nó đã lên mình trong Israel, nhưng sau khi vì cớ ba anh mà phạm tội thì nó chết mất. Vả, bây giờ chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng thêm, dùng bạc làm những tượng đúc cho mình, những hình tượng theo trí khôn mình. Cả sự đó là công việc của thợ khéo. Người ta nói về chúng nó rằng, để mặc kẻ dân của lễ hôn bò con. Vậy nên, chúng nó sẽ giống như mây ban mai, như móc buổi sáng tan đi lúc sớm, như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đạp lúa, như khói bởi ống khói thoát ra. Nhưng mà, ấy chính ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. Và ngoài ta, ngươi chớ nên nhìn biết thần nào khác. Ngoài ta, không có đấng cứu nào khác. Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khan. Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ và được no nê rồi, thì chúng nó sinh lòng kiêu ngạo. Vậy nên, chúng nó đã quên ta. Vì thế, ta đối với chúng nó sẽ như là sư tử. Ta sẽ như con beo rình chúng nó trên đường. Ta sẽ vồ trên chúng nó như con gấu cái bị cướp mất con nó. Ta sẽ xé cái bọc lòng chúng nó và sẽ nuốt chúng nó ở đó như sư tử cái. Thú rừng sẽ xé chúng nó. Hỡi Israel, sự bại hoại của ngươi, ấy là tại ngươi giấy loạn nghịch cùng ta, tức là đấng giúp ngươi. Vậy vua ngươi ở đâu, hầu cho người giải cứu ngươi trong hết thảy các thành? Nào những quan xét ngươi,
là những người mà ngươi nói với rằng: hãy cho tôi một vua và các quan trưởng. Ta đã nhân cơn giận mà ban cho ngươi một vua, và đã nhân cơn giận mà cất đi. Sự gian ác của Ephraim đã ràng buộc, tội lỗi nó đã giấu đẻ. Sự đau đớn của đàn bà sinh đẻ sẽ đến trên nó. Nhưng nó là con trai không khôn ngoan, vì đến kỳ rồi, nó không nên chậm trễ ở trong dạ con. Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mày ở đâu? Hỡi âm phủ, nào sự hủy hoại mày ở đâu? Ôi, sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta. Ví dầu Ephraim có đậu trái giữa anh em nó, nhưng gió đông sẽ dậy, tức là hơi thở của Đức Giê-hô-va lên từ đồng vắng, sẽ đến làm khô các suối và cạn các mạch nước. Kẻ nghịch sẽ cướp những kho tàng chứa mọi khí mạnh quý báu. Samari sẽ mang tội nó, vì nó đã dấy loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời mình. Chúng nó sẽ ngã bởi gươm, các con trẻ chúng nó sẽ bị dập nát, và những đàn bà của chúng nó có thai sẽ bị mổ bụng. Chương 14. Hỡi Israel, hãy trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là tại tội lỗi ngươi làm cho ngươi sa ngã. Các ngươi khá lấy lời nói trở lại cùng Đức Jehovah, khá thưa cùng Ngài rằng: xin cất mọi sự gian ác đi và nhậm sự tốt lành. Vậy chúng tôi sẽ dâng lời ngợi khen ở môi chúng tôi thay vì con bò đực. Asiri sẽ không giải cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa. Không nói với đồ bởi tay chúng tôi làm ra mà rằng: các ngài là thần của chúng tôi. Vì ấy là trong ngài mà kẻ mồ côi tìm thấy sự thương xót. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó, vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi. Ta sẽ như là sương móc cho Israel. Nó trổ hoa như bông huệ và đâm rễ như Liban. Những nhánh nó giang ra tận xa. Sự sinh tốt của nó sẽ giống như sự sinh tốt của cây olive. Mùi thơm của nó như mùi thơm của Liban. Những kẻ ngồi dưới bóng nó sẽ trở về. Chúng nó sẽ tỉnh lại như cây lúa. Chúng nó sẽ trổ hoa như cây nho, và mùi thơm chúng nó sẽ như rượu Liban. Ephraim sẽ nói: ta với những thần tượng có sự thông đồng gì được nữa sao? Ta đã trả lời và sẽ đoái xem nó. Ta như là một cây tùng xanh, bởi ta mà sinh ra hoa trái ngươi. Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự này? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, những kẻ công bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó. Chương 13. Đức Chúa Giê-xu vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa, cả thảy đều đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Olive đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê hỏi riêng Ngài rằng: xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Đức Chúa Giê-xu khởi phán rằng: hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến xưng rằng chính ta là Đấng Christ. Họ sẽ dối dành nhiều người. Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc, thì đừng bối rối. Những sự ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. Còn các ngươi phải giữ mình. Họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án. Các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội. Và vì cớ ta sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết,
tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Và khi họ điều các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó hãy nói theo lời sẽ ban cho, vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. Bây giờ anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Khi các ngươi sẽ xem thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập, ai đọc phải để ý. Bây giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà chớ xuống, và chớ vào trong nhà mà chuyên bất luận vật gì. Ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo sống mình. Trong những ngày đó khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho điều đó chớ xảy ra lúc mùa đông. Vì trong những ngày ấy có tai nạn đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa. Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy thì không có sinh vật nào được cứu. Song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy. Khi ấy dầu có ai bảo các ngươi rằng kìa, Đấng Christ ở đây hay là Ngài ở đó, thì chớ tin. Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên làm những dấu lạ phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa. Các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống và thế lực các tầng trời sẽ rúng động. Bây giờ, người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến trên đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nức lộc thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần, ở nơi cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Hãy giữ mình, tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai. E cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người. Hãy tỉnh thức. Chương 14. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi, vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sinh sự xôn xao trong dân chúng. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bê-tha-ni, trong nhà Si-môn là kẻ phun. Ngài đứng ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-xu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đê-ni-ê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, ta xức xác ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Bây giờ, Giu-đa Iscariot là một người trong 12 sứ đồ, đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giê-xu cho.
họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc. Rồi Giu-đa tìm dịp tiện để nộp ngài. Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên con làm lễ vượt qua. Các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài sai hai môn đồ đi và dặn rằng: Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước, cứ theo sau. Hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán, cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng. Hãy dọn tại đó cho chúng ta. Vậy hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời ngài đã phán, rồi dọn lễ vượt qua. Buổi chiều, ngài đến với 12 sứ đồ. Đang ngồi ăn, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng ngài rằng: Có phải tôi chăng? Ngài đáp rằng: Ấy là một trong 12 người, là người thò tay vào mâm cùng ta. Vì con người đi y như lời đã chép về ngài, song khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Khi đang ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng: Hãy lấy, này là thân thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: Này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Pierre thưa rằng: Dù mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng: Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Kế đó đi đến một nơi kia gọi là Gethsemane. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: Các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng: Linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Rồi ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: Nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng: A-ba, lạy cha, mọi việc cha làm được cả. Xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn. Rồi ngài trở lại thấy ba người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: Simon, ngủ ư? Ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần nữa và cầu nguyện y như lời trước. Ngài trở lại thấy môn đồ còn ngủ vì con mắt đã đừ quá và không biết trả lời cùng ngài thế nào. Ngài trở lại lần thứ ba phán cùng môn đồ rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Thôi, giờ đã tới rồi. Này, có người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi hè, kìa đứa phản ta đã đến gần. Ngài đang còn phán, tức thì Giu-đa là một trong 12 sứ đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy, bởi các thầy tế lễ cả các thầy thông giáo và các trưởng lão phái đến. Và đứa phản ngài đã cho chúng dấu hiệu này: Hễ tôi hôn ai, ấy là người đó, hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. Vậy khi Giu-đa đến rồi liền lại gần ngài mà nói rằng: Lạy thầy, rồi nó hôn ngài.
chúng bèn ra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Có một người trong những kẻ ở đó rút gươm ra, đánh một đứa đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai đi. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng chúng rằng: các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta, như ta là kẻ trộm cướp. Ta hàng ngày ở giữa các ngươi, giảng dạy trong điện thờ, mà các ngươi không bắt ta. Nhưng điều ấy xảy đến để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm: bây giờ mọi người đều bỏ ngài và trốn đi cả. Có một người trẻ tuổi kia theo ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình. Chúng bắt người, nhưng người bỏ khăn lại, ở chuồng chạy trốn khỏi tay chúng. Chúng điều Đức Chúa Giêsu đến nơi thầy cả thượng phẩm. Có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. Phi-e-rơ theo sau ngài xa xa, cho đến nơi sân trong của thầy cả thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi. Và các thầy tế lễ cả cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Giêsu đặng giết ngài, song không kiếm được chi hết, vì có nhiều kẻ làm chứng dối nghịch cùng ngài, nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau. Bây giờ có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch cùng ngài rằng: chúng tôi có nghe người nói, ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cất lên, khỏi 3 ngày ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất. Song về điều này, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa. Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng tra hỏi Đức Chúa Giêsu mà rằng: ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu làm thinh không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: ấy chính ngươi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta chính phải đó. Các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Bây giờ thầy cả thượng phẩm xé áo mình ra mà rằng: chúng ta có cần kiếm chứng cớ khác nữa làm chi? Các ngươi có nghe lời lộng ngôn chăng? Các ngươi nghĩ thế nào? Ai nấy đều đoán ngài đáng chết. Có kẻ nhổ trên ngài, đậy mặt ngài lại, đấm ngài và nói với ngài rằng: hãy nói tiên tri đi. Các lính canh lấy gậy đánh ngài. Phi-e-rơ đương ở dưới sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến thấy Phi-e-rơ đương sưởi, ngó người mà rằng: người trước cũng ở với Giê-xu Nazareth. Nhưng người chối rằng: ta không biết, ta không hiểu người nói chi. Đoạn người bước ra tiền đàn thì gài gáy. Đầy tớ gái đó thấy người, lại nói cùng những người ở đó rằng: người này cũng là bọn đó. Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một chập, những kẻ đứng đó nói cùng Phi-e-rơ rằng: chắc thật ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Ga-li-lê. Người bèn rủa mà thề rằng: ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: trước khi gà gáy 2 lượt, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Người tưởng đến thì khóc. Thi Thiên 112. Hallelujah! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn ngài. Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, và sự công bình người còn đến đời đời. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng, người hay làm ơn, có lòng thương xót và là công bình. Phước cho người nào hay làm ơn và cho mượn. Khi người bị kiện, ác sẽ được đoán xét cách chánh trực. Người cũng chẳng hề bị lay động. Kỷ niệm người công bình còn đến đời đời. Người không sợ cái tin hung, lòng người vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Lòng người kiên định chẳng sợ chi, cho đến khi người thấy các cừu địch mình bị báo. Người vãi tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn, sự công bình người còn đến đời đời. Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh hiển. Kẻ ác sẽ thấy bèn tức giận, nghiến răng và bị tiêu tan. Sự ước ao của kẻ ác sẽ hư mất đi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa
hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.